Dân Thâm. Cuối cùng ta cũng tìm được nàng. Nàng vẫn vô tình vậy. Còn ta vẫn vô dụng thế. Cố tướng quân diệt 10 vạn đại quân Bắc Nhung quốc, lập thêm công lớn, thật đáng mừng mà. Đó là may mắn của triều ta. Chúc mừng, chúc mừng. Lại mơ cùng một giấc mơ. Bắc Nhung còn dám xâm phạm hay sao? Có cho chúng cũng không dám đâu. Chắc chắn là không dám. Nào, rót rượu cho cố tướng quân. Cố tướng quân. Cố tướng quân. Giết người rồi. Cố Dân Thâm to gan. Ngươi biến mất rồi. Chuyện này, nay bọn tà ma cũng dám lẻn vào tiệc trong cung. Quốc sư đại nhân, ta thấy ông nên từ quan an hưởng tuổi già rồi đó. Tà ma đã bị giết thì chúng ta tiếp tục đi. Nào, Ái Khanh, ngồi ngồi đi. Màn ca múa hôm nay là do tiểu công tử nhà quốc sư đặc biệt chuẩn bị. Di thần nghe tiếng gió ngựa nơi xa trường nhiều rồi, thật sự nghe không quen kiểu này. Chàng đeo cái này cho ta làm gì? Đây là hồng đậu tương tư. Người có tình đeo vào thì sẽ thành người một nhà. Vậy sau này vòng tay hồng đậu sẽ là dây nhân duyên của chúng ta. Người ta muốn lấy phải có quyền có thế. Ở trên ngôi cao, chàng chỉ nhờ đánh trận kiếm công danh thì phải chờ đến bao giờ? Ta và nàng ân đoạn nghĩa tuyệt. Cảm sát cô nương, mời đi bên này. Nghe làm gì vậy? Cố tướng quân, bệ hạ đang chờ à? Cút. Cố Dân Thâm, 5 năm rồi. Mỗi đêm ta mơ thấy ác mộng đều là lúc cô dứt bỏ ta, không thèm ngó ngàng. Cô biết 5 năm qua ta sống thế nào không? Giờ cô còn dám xuất hiện trước mặt ta. Cố Dân Thâm, trước mặt bằng dân thiên hạ, ngài lôi kéo như vậy thì không hay đâu. Trước đây dù có mặt bao nhiêu người,
Chúng ta ân ái ngọt ngào, cũng không quan tâm cái nhìn của người khác. Nay cô lại ngại ngùng. Ta không bỏ đấy. Cô làm gì được ta? Nương tử, Cố tướng quân, vừa rồi ta muốn nói với ngài, ta đã lấy chồng rồi. Cố tướng quân, giằng co với một nữ nhân có chồng thì không hay đâu. Cô, cảm sát, sau khi ta công thành danh toại, mòn mỏi tìm kiếm nàng 5 năm, nàng lại thành vợ của người ta. Cố mạng! Đứng lại! Cản hắn! Đừng có chạy! Cố mạng! Đứng lại! Đứng lại! Cố mạng! Đứng lại! Đừng có chạy!相思如何启齿，请一次轻柔允许，只怕你心无的太迟。冷漠烟花易逝，一向深知情难自持。问尽心头憾事，封上你的名字，刻在我心深处最痛的位置。 Tiểu tử, sao những người đó truy sát ngươi? Một tên nhóc túng túng vậy mà lại bị câm. Đứng lên đi, ta đưa ngươi về nhà. Ta không cầm. Tỉ tỉ, sao Cố Dân Thâm lại xuất hiện ngay lúc này? Huynh đừng giận, sau này còn nhiều cơ hội. Tô phu nhân, muộn vậy rồi vẫn chưa nghỉ sao? Đang làm gì vậy? Bọn ta đang chuẩn bị bài múa ngày mai. Siêng năng quá nhỉ. Nhưng mà phu thê ta chỉ vì kiếm sống thôi. Nhớ năm xưa, cô muốn lấy người có quyền có thế, cho cô được sống cuộc sống ăn trên ngồi trước. Cuộc sống bây giờ ăn trên ngồi trước thật đấy. Mà tiếc rằng chỉ là một vũ nương mua hương bán phấn mà thôi. Nói chuyện không hợp nửa câu là nhiều. Cố tướng quân, xin thất lễ. Bỏ quấy ra. Chỉ với ngươi sao? Bọn ta làm gì phạm pháp? Mua đồ ám sát thiên tử, tội danh này đủ không? Ngậm máu phun người, giết người quá đáng. Có phải hay không thẩm vấn là biết. Cố tướng quân thèm khát nhan sắc nương tử nhà ta, cực nhã bất thành, nên muốn mượn việc công trả thù riêng. Phải thì đã sao? Nghe đủ rồi đó. Phu quân,
Chúng ta đi thôi. Cảnh sát, cảnh sát, cảnh sát. Cố Dân Thâm, rõ ràng ngươi biết hồ tộc trúng mùa của Thiên Lôi thì sẽ hiện nguyên hình, mà còn dùng thủ đoạn thâm độc vậy. Ngươi, tỉnh rồi à? Ngài muốn đưa ta đi đâu? Cô trúng bùa cửu thiên lôi, ta đưa cô về trị thương. Ta không cần. Không giấu gì ngài, lần này phu thê ta vào kinh là có ý đồ. 5 năm trước, quốc sư đưa người xông vào núi của hồ tộc, muốn lợi dụng tà ma bắt tộc nhân của ta. Trưởng lão dẫn dắt hồ tộc ra sức chống trả, cuối cùng không địch nổi quốc sư. Bây giờ tộc nhân của ta đã bị quốc sư bắt hết, hiện chưa rõ sống chết. Ta là thánh nữ hồ tộc, ta phải cứu họ khỏi nguy hiểm. Huống hồ hiện kinh thành tà ma lộng hành, làm vô số người bị thương. Chuyện này 89 phần là có liên quan tới quốc sư. Xin cố tướng quân nể tình chúng sinh thiên hạ mà hợp tác cho phu thê ta. Chúng sinh thiên hạ, liên quan gì đến ta? Cố Dân Thâm, được, cố tướng quân đã không muốn giúp, ta cũng không ép. Chỉ là ngài có thể nể ơn cứu mạng năm xưa, đừng làm khó phu thê ta không? Tô phu nhân, cô đừng lấy chúng sinh thiên hạ ơn cứu mạng ra ép ta. Chỉ cần cô hiến dâng thân xác, chuyện gì ta cũng đồng ý. Cố Dân Thâm, ngài đừng quá đáng. Hồ tộc bản tính phóng đảng, cô cần gì phải ra vẻ kinh liệt? Cố Dân Thâm, đừng ép ta. Ta ép cô thì thế nào? Đã vậy, được, đừng trách ta không nương tay. Giờ cô không phải đối thủ của ta. Cố tướng quân, tốt quá rồi, không ngờ lại gặp mọi người ở đây. Thì chức bái kiến Vĩnh Ninh công chúa. Ở yên đây. Cố tướng quân, xe ngựa của bản cung hỏng rồi, chờ người trong cung tới đón không biết phải bao lâu nữa. Đang không biết xoay sở thế nào. Gặp được tướng quân thật là khéo quá. Chu Hiển, ngươi phải đưa công chúa về cung bình an. Cố tướng quân, xe ngựa của ngài đang trống, hay là ngài tự đưa công chúa về cung đi? Xe ngựa của thần sơ sài, sợ ảnh hưởng tấm thân ngàn vàng của công chúa, bản cung không để bụng. Công chúa, nam nữ khác biệt, tướng quân của ta cũng nghĩ cho danh dự của công chúa thôi. Phụ hoàng đã đồng ý với hôn, đồng ý cho ta gần gũi với tướng quân, chỉ đi chung xe thôi. Tướng quân nghĩ nhiều rồi. Thần còn bận việc quan trọng, không tiện đi cùng công chúa, xin công chúa thứ lỗi. Cố tướng quân khước từ mãi, chẳng lẽ trong xe có thứ gì mà bản cung không thể thấy? Công chúa điện hạ, cô là ai? Sao lại xuất hiện trong xe cố tướng quân? Công chúa điện hạ, cảnh sát và phu quân vừa tới kinh thành nhậm chức ở giáo phường, vừa rồi gặp chuyện ngoài ý muốn, không may lạc nhau, được cố tướng quân cứu. Cô thành thân rồi à? Tốt quá, cô yên tâm đi, ta sai người đưa cô về giáo phường. Đa tạ công chúa.
Cố tướng quân, giờ ta có thể ngồi xe huynh về cung. Vĩnh Ninh công chúa, thần xin cáo lui. Cố tướng quân, huynh, vết thương này chẳng lẽ là do người phụ nữ lúc nãy? Đi. Tục ngữ nói hay lắm, dưa ép chín thì không ngọt, ngọt hay không ăn vào thì mới biết. Thiên địa huyền tông, gốc rễ và khí, thuận theo thì lành, đối nghịch thì dữ. Mở. Yêu đan của hồ yêu bình thường không đủ pháp lực, vẫn phải tìm yêu đan của cửu dĩ hồ. Cửu dĩ hồ, không ngờ lại là cửu dĩ hồ. Cửu địa ảm đạm, nhật nguyệt tối tăm, bùa bay ra không nơi trốn chạy, cấp cấp như luật lệnh. Tìm con cửu dĩ hồ đó cho ta, ta muốn yêu đan của nó. Cẩm sắc, mãi nàng cũng về. Vết thương của nàng sao rồi? Không sao. Cẩm sắc, Cố Dân Thâm không làm gì nàng chứ? Không. Với lại sau này hắn sẽ không can thiệp gì của chúng ta nữa. Nàng chắc chứ? Ta đã nói rõ với hắn mục đích của chúng ta, hắn sẽ không làm khó chúng ta nữa. Ta không hiểu. Hắn là Diêm La tướng quân. Cố Dân Thâm trong lòng sẽ luôn đặt đại nghĩa thiên hạ lên hàng đầu. Việc làm của quốc sư mất hết nhân tính, lòng hắn cũng biết rõ. Nàng hiểu hắn như vậy, thật sự là đã dứt tình với hắn sao? Phải rồi, Quang Tinh Điện là nơi ở của quốc sư, nơi đó canh phòng nghiêm ngặt. Ta nghĩ 8-9 phần là tộc nhân bị nhốt ở đó. Chúng ta phải nghĩ cách lẻn vào trong cung lần nữa mới dễ bề cứu họ ra. Giáo Phường Ti, ban nãy ta trúng bùa cổ thiên lôi của Cố Dân Thâm, lọc ra khí tức của dĩ hồ, không ngờ tà ma kéo tới nhanh thế. Nàng là gì cứu ta? Do ta liên lụy nàng. Không phải vậy đâu, chúng ta uống thuốc này lâu vậy, tất nhiên công hiệu sẽ ngày càng yếu. Cứ đà này, e là chúng ta không cần quá hình, tà ma cũng tìm được. Tà ma có số lượng cực lớn, vô cùng vô tận. Nếu chúng ta không thể giải quyết khó khăn này, có thể chưa tới thời cơ, chúng ta đã bị quốc sư phát hiện rồi. Nếu chúng ta chỉ muốn diệt tà ma thì ta có cách. Cách gì? Thất Tinh Kiếm.
Thất tinh kiếm có thể trảm yêu trừ ma. Nếu như chúng ta có thể lấy thất tinh kiếm từ tay Cố Dân Thâm, bất kể quốc sư cho bao nhiêu tà ma tới, chúng ta cũng có thể diệt cỏ tận gốc. Cố Dân Thâm, hắn chịu cho mượn không? Thất tinh kiếm vốn là của ta. Tộc nhân của ta bị quốc sư bắt hết, hiện chưa rõ sống chết. Ta là thánh nữ hộ tộc, ta phải cứu họ khỏi nguy hiểm. Huống hồ hiện kinh thành tà ma lộng hành, làm vô số người bị thương. Chuyện này 89 phần là có liên quan đến quốc sư. Xin Cố tướng quân nể tình chúng sinh thiên hạ mà hợp tác cho phu thê ta. Ta vốn không muốn trái lời thề gặp lại chàng nữa, ngặt nổi. Người tỷ tỷ nặc mùi rượu, thuật ẩn thân không che được, thì ta sai rồi. Sau này ta không trộm rượu uống nữa. Nói suông không bằng chứng. Vậy ta thề, nếu sau này ta còn dùng thuật ẩn thân làm chuyện trộm cắp, thì cho ta. Tỷ, như ngươi thấy đó, ta không phải con người. Cố Dân Thâm, ngươi không sợ sao? Ngươi nhìn cho rõ, ta là một cửu dĩ hồ, người và yêu khác biệt. Nghĩ kỹ hẳn nói. Ta nhìn rõ rồi, cũng nghĩ kỹ rồi. Ta không quan tâm nàng là người hay yêu. Thế gian này, ta chỉ yêu nàng. Nàng và ta từ nay bên nhau trọn đời là đủ. Cô quên rồi sao? Thuật ẩn thân của cô vô tác dụng với ta. Dù mắt ta không nhìn thấy cô, nhưng tim ta luôn nhận ra cô. Ngài quả nhiên đã lớn. Tiểu tử, cô không hổ là người đã làm vợ người, cử chỉ tùy tiện vậy. Tất nhiên ta không bằng ngài, thủ thân như ngọc đến mức này. Ai làm ngài bị thương thế? Trên chiến trường đau thương không có mắt, ta mấy lần bò ra khỏi núi thây biển lửa. Vết thương này ta không biết bị lúc nào ở đâu nữa. Trước đây ta chỉ một lòng nghĩ tới tạo dựng sự nghiệp, áo gấm về quê thành thân với cô. Năm năm qua ta tìm cô khắp muôn trùng núi sông, ngài cần gì phải thế?
Công chúa Điện Hạ, người xem đóa mẫu đơn này ung dung hào hoa, xứng với thân phận cao quý của người nhất. Thô tục. Người xem qua sen ngọc khắc tinh trăm cũng giống như người, tươi mới thoát tục. Nhàm chán. Công chúa Điện Hạ, ta cố tình làm tiệc bách qua mừng sinh thần cho người, tặng biết bao nhiêu bảo vật hiếm lạ, sao người chẳng vui chút nào? Được rồi, được rồi, tiết mục ta bảo ngươi chuẩn bị đã xong chưa? Công chúa yên tâm, đã chuẩn bị xong như người dặn. Công chúa, Cố tướng quân đến rồi. Cố tướng quân, sao ai cũng thích cái mặt như đưa đám của Cố Dân Thâm vậy? Cố tướng quân, Cố mẫu xin chúc mừng sinh thần công chúa. Đây là quà Cố tướng quân chọn cho bản cung sao? Ôi, chiếc vòng này bản cung vừa nhìn đã thích. Là Cố tướng quân chọn cho bản cung sao? Cái này là mặt tướng chọn thay cho tướng quân, công chúa thích là được. Nhìn kỹ lại cũng chỉ là chiếc vòng bình thường thôi. Công chúa, ta đã chuẩn bị cho người vài bất ngờ. Cố tướng quân, huynh tới tiệc sinh thần của ta cũng phải uống rượu mừng chứ. Quy định trong quân doanh ban ngày không được uống rượu. Cẩm sắc, không sao chứ? Tiện tỳ to gan, xảy ra sai sót trong tiệc sinh thần của bản cung. Công chúa Điện Hạ xin bớt giận. Ngươi là ai? Tại hạ Tô Lễ Lan, là nhạc sư giáo Phường Ti. Cẩm sắc là nương tử của tại hạ, nàng không có ý mạo phạm công chúa Điện Hạ đâu. Chỉ là do có nỗi khổ. Ngươi nói xem, nỗi khổ gì? Kể từ khi vào kinh, nương tử ta không thể ngủ ngon được giấc nào. Ngày nào nàng cũng mơ thấy yêu ma quỷ quái, nửa đêm cứ giật mình tỉnh giấc, đau khổ vô cùng tận. Sao lại như vậy? Nô tỳ và phu quân tìm hết cao nhân đắc đạo trong kinh, họ đều nói nô tỳ bát tự quá yếu, xung đột với tà ma, chỉ có thể dùng kiếm sát khí nặng nhất mới trấn áp được tà ma, bảo toàn mạng sống. Kiếm có sát khí nặng nhất là kiếm trong tay Cố tướng quân còn gì? Nói tới nói lui, nữ nhân này vẫn là muốn tiếp cận Cố tướng quân. Vậy thì đừng trách bản cung vô tình. Được, chỉ cần cô múa hết điệu vừa rồi thì phu thê hai người có thể về. Công chúa, ta gọi người quét dọn sân khấu ngay. Ta có bảo ngươi dọn không? Công chúa Điện Hạ, vậy làm sao được chứ? Đa tạ công chúa Điện Hạ. Cẩm sắc tuân lệnh.